nhộn. Hai anh chị đang làm cái gì vậy? Chơi với em, chơi với em đi. Trời đất ơi, nửa đêm mà cũng không ngủ yên nữa. Thôi được rồi, để em dắt nó về phòng nha. Đi chơi, đi chơi, đi chơi, đi chơi. Rồi, để chị Hai dắt em về chơi ha. Đây, nhà còn đi. Em đâu vậy? Em đi công tác, anh ở nhà nhớ chăm sóc bé Mai nha. Có gì gọi cho em nha. Em đi được không? Anh không muốn em đi đâu. Nhõng nhẽo nữa, em đi làm mà. Thôi, anh ở nhà chăm sóc bé Mai giúp em nha. Có gì gọi cho em. Em xong việc sớm em về với anh liền. Mai, giữ gia đình bù cho anh gì đi. Thôi, có gì em về sớm rồi em gọi cho anh. Đền bù cái gì nữa, giờ này em sắp trễ chuyến bay rồi. Anh không cần đưa em đi đâu, em book taxi rồi nha. Ừ, anh biết rồi, đi cẩn thận nha. Ừ, nhớ chăm sóc bé Mai giùm em nha. Ừ, anh đợi á. Cái con điên này mệt chứ. Nếu mà không phải vì chị Hai mày, tôi cũng thèm ở lại cái nhà này đâu. Nè, bố đi. Chơi hả? Chị Hai đi rồi. Chơi với em, chơi với em, chơi với em đi. Bỏ búp bê xuống đi. Anh có trò này vui hơn nè. Ừ, chơi búp bê. Ừ, chơi búp bê. Nè, búp bê này. Búp bê của em. Làm gì sai dữ vậy? Nè, ngoan ngoãn nghe lời anh nghe không? Em mà nói với chị em á là chết với anh á, biết chưa? Chị có mua quà cho em nè. Em sao vậy? Có gì kể cho chị nghe. Em chị Hai. Anh Hai. Ừ, anh Hai nè. Anh Hai nè. Anh Hai đi nè. Anh nãy giờ anh nói đâu mà sao em gọi anh không nghe. Anh ra ngoài mua ít rồi anh về nấu cơm. Mà sao bữa nay Mai nó khác mọi khi quá vậy anh? Có gì đâu em. Thì em cũng biết tình hình của Mai rồi đó. Thất thường mà. Ừ, anh có nấu cơm rồi đó. Em coi ra ngoài ăn cơm trước đi. Để anh dẫn Mai ra cho. Này, Mai ra ngoài ăn cơm nha. Ăn cơm. Ừ, ra ngoài ăn cơm nha. Chị qua ngoài ăn cơm trước nha.
ngoan ngoãn mày im miệng. Mày mà bếp xếp với chị hai mày là chết với tao. Đi ra ngoài ăn cơm đi. Đây. Hôm nay em thấy con bé Mai á, nó không có ổn chút nào hết á. Chắc là em phải nhờ đến bác sĩ tâm lý thôi. Anh cũng lo cho bé Mai lắm. Nhưng mà em suy nghĩ kỹ đây đi. Vợ chồng mình á, còn phải lo chuyện sinh con sinh cái nữa. Đâu phải lúc nào em cũng nghĩ tới bé Mai hoài được. Thì em cũng biết là như vậy á. Nhưng mà cũng phải lo cho bé Mai ổn định thì mình mới tính tới được chứ. Thôi được rồi, bây giờ nghe lời anh. Mọi chuyện cứ để em quyết định, được chưa? Giờ em có việc đi ra ngoài xíu. Anh ở nhà trông bé Mai giùm em nha. Có gì gọi cho em liền á nha. Em cứ đi đi, để bé Mai nhành lo cho. Em đi nha. Không sao đâu, có gì hai ở đây rồi nha. Không sao đâu. Lan vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên. Vì vậy Lan rất kính trọng về vóc dáng làn da của mình. Lan lựa chọn rất nhiều sản phẩm dinh dưỡng để cho vóc dáng làn da của mình trở nên xinh đẹp hơn. Và rất nhiều sản phẩm này đã sử dụng, nhưng mà có một sản phẩm Lan rất yêu thích, đó là sản phẩm Essence Cibus. Essence Cibus sẽ giúp cho vóc dáng của Lan mượt mà hơn và làn da trắng sáng. Bởi vậy Essence Cibus number one.